tôi tin rằng chưa vị học phật đều biết trước đây ở địa phương có thiên tai quốc gia có thiên tai hiện nay là toàn thế giới gặp thiên tai vậy à, phải làm sao quốc gia nhất định phát động pháp hội nhân vương hộ quốc dập tắt thiên tai để hóa giải thiên tai pháp hội này quý vị xem trong kinh nói như thế nào triệu tập một trăm vị đại đức cao tăng trên toàn quốc quý vị nên biết một trăm không phải là chữ số ta xem nó là con số là sai một trăm tượng trưng cho sự phiên mãn nghĩa là ở khu vực này thực sự có những bậc chân tu mời họ đến mở pháp hội nhân vương hồ quốc không phải tụng kinh tụng kinh không có hiệu quả tụng kinh có thể giải quyết được vấn đề chăng tụng kinh là thuộc về cầu nguyện cầu nguyện cũng có hiệu quả nhưng không lớn là trị ngọn chứ không phải trị gốc triệu tập chư vị pháp sư này một trăm tức là triệu tập tất cả pháp sư trên toàn quốc nghiên cứu phương pháp cứu đất nước nhất định phải tìm ra nguyên nhân trước do đâu mà phát sinh thiên tai nhất định là nhân dân đã lơ là bất hiếu cha mẹ không kính trọng tôn trưởng bất nhân bất nghĩa chắc chắn là do vấn đề này mọi người cùng nhau thảo luận phát hiện ra điều này bắt đầu thực hành từ bản thân bắt đầu từ đạo tràng nhỏ của chính mình khuyên mọi người đoạn ác tu thiện Vấn đề liên được hóa giải Pháp hội nhân vương hộ quốc là hội nghị cứu nước Trước đây ở Đài Loan tôi cũng đã từng tham gia Không phải như vậy Hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa trong kinh nói Đây là chiêu tập cao nhân đến nghiên cứu xem nguyên nhân gì đã tạo nên xã hội động loạn phải tìm ra nguyên nhân tìm ra được nguyên nhân vì đâu địa cầu có nhiều thiên tai như vậy sau đó đoạn trừ những nguyên nhân này thì thiên tai sẽ không còn nữa rất hợp với khoa học không phải mê tín Trước đây Chúng tôi ở Thanh Trì Có làm một thí nghiệm nhỏ Thành lập một trung tâm Chúng tôi tuân thủ chính sách của quốc gia Thí nghiệm trong một thị trấn nhỏ Toàn dân có 8 vạn 4.000 người ở trong thị trấn này. Nam, nữ, già, trẻ Các ngành nghề đều học đệ đề tử quy Chưa đến nửa năm Thì thị trấn nhỏ này trở thành xã hội hài hòa Sống trong lễ nghĩa Trước đây, Bộ trưởng cao xứ lễ Bây giờ, ông đã về hưu Ông đến ở trung tâm Thang Trì hai tuần Nói với mọi người Thí nghiệm ở than Trì có thể cứu đất nước Đó là gì? Là hội nghị nhân vương Không những cứu được đất nước này Mà còn có thể cứu toàn thế giới Đây là cán bộ cao cấp của chính phủ Đến đó tham quan thấy được rất nhiều bạn hữu quốc tế đến tham quan mọi người đều có đồng cảm đây mới là trong kinh nhân vương hộ quốc nói là pháp hội cứu quốc đề xuống điều gì việc dạy học khi gặp điều gì khó khăn phải toàn tâm toàn lực cố gắng hướng dẫn chúng sanh Đoạn ác tu thiện Tu tất cả điều thiện Trong chùa làm việc này Ý nghĩa càng sâu sắc Hiệu quả càng cao Vì sao vậy? Vì trong chùa không những có thể dạy đệ tử quy Mà còn có thể dạy thập thiện nghiệp Có thể dạy cảm ứng tiên Có thể dạy văn xướng đế quân âm chất văn Hiệu quả sẽ rất lớn Thật sự cứu vãn được xã hội Giáo dục nồng cốt là nền giáo dục nhân quả mọi người chúng ta đều biết luân lý đạo đức rất tốt nếu không có nền giáo dục nhân quả duy trì nó một người suốt đời tuân thủ luân lý đạo đức một khi gặp được danh văn lợi dưỡng thường bị động tâm Biết sai mà vẫn phạm Không vượt qua được mê hoặc Còn danh lợi nhỏ Họ không bị động tâm Danh lợi nhiều Thì họ liền động tâm Hiểu được giáo dục nhân quả Sẽ không dám làm ác Vì sao? vì biết rằng làm ác tương lai có báo ứng dám giết người không giết người phải đền mạng nợ tiền phải trả tiền vậy nên không dám bởi thế nền giáo dục nhân quả cứu thời loạn là một phương pháp rất có hiệu quả ở đây gọi là phương pháp bí mật phương pháp bí mật chính là điều này